Thưa quý vị, liên quan đến loạt điều tra, công an phường lập chốt bắt xe trên tỉnh lộ mà báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải. Vào ngày 28 tháng 4, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo bà Cúc, công an đã cử đoàn kiểm tra xuống công an phường xác minh. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra, nắm tình hình. Nếu có thông tin mới, phía công an sẽ cung cấp để Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thu Cúc nói. Riêng về Trung úy Châu Thanh Đại, công an thành phố Thủ Dầu Một đã có một số báo cáo ban đầu liên quan đến cán bộ này. Hiện đã điều về công an thành phố Thủ Dầu Một. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết, bà Cúc cũng cho biết quan điểm của địa phương là sai đến đâu thì xử đến đó. Đối với các cán bộ dân phòng, bảo vệ dân phố trong phản ánh của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4, ông Hồ Quốc Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An cho biết hiện vẫn đang tạm đình chỉ công tác đối với những người này. Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để có những quyết định xử lý tiếp theo, ông Cảnh nói. Trước đó, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải loạt bài công an phường lập chốt bắt xe trên tỉnh lộ, phản ánh Trung úy Châu Thanh Đại chỉ huy một tổ công tác gần 20 người gồm nhiều dân phòng, bảo vệ dân phố lập chốt bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nhóm dân phòng, bảo vệ dân phố này điều khiển xe đặc chủng và một số xe máy cá nhân truy đuổi người vi phạm và đưa về chốt để Trung úy Đại xử lý. Một số trường hợp bị lập biên bản được hẹn xử lý tại trụ sở công an phường. Tại đây, Trung úy Đại yêu cầu người vi phạm đóng tiền cho mình để ra kho bạc đóng giúp mà không có biên nhận hay hóa đơn gì. Ngay sau phản ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an tỉnh kiểm tra, xác minh. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã cử đoàn kiểm tra xuống làm việc với những người liên quan làm rõ thông tin. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.